Có một số cái thì cũng nên như này, bây giờ xã hội là bình đẳng giới rồi, con gái cũng có thanh xuân, con trai cũng có thanh xuân chứ, anh em đùa ấy, cái thanh xuân của mình ai trả cho. Cứ nói là các bạn gái thanh xuân của con gái dành hết cho anh. Nhưng mà sếp Tùng nói rồi, trong cái câu của sếp Tùng nó cũng có hai ý đấy chứ. Thanh xuân của em dành cho anh thì thanh xuân của anh cũng dành cho em. Cả thanh xuân cho nhau. Sếp Tùng nói rất là rõ ràng. Đàn ông cũng có thanh xuân, không phải là chỉ có phụ nữ mới có. Bây giờ là bình đẳng giới rồi, 50-50. Cho nên là mình cũng không nên, hoặc là cũng không nên để cho cái người con gái của mình có cái suy nghĩ như vậy. Người phụ nữ cứ suốt ngày nghĩ là mình thiệt thòi, thực ra là không đúng đâu. Bây giờ không đúng đâu, 50-50 hết.